Hello mọi người, hôm nay đi ăn mì. Mì của mình cũng mới. Mọi người, bây giờ thì Bi sẽ coi mấy cái đồ nào Bi không xài thì Bi sẽ bỏ. Với lại quần áo thì Bi cũng sẽ bỏ vô một cái bịch bự như vậy để nêm cho. Ví dụ 2024, một cái này cũng dục cái hộp. Cái này Bi cũng xài sắp hết rồi, Bi cực kỳ thích cái này luôn, bữa nào mua lại. Trị mụn cực tốt. Mấy cái chai này cũng bỏ luôn. Chai này Bi rất là thích cái chai này. Hôm bữa giờ tính bỏ rồi nhưng mà thôi để dành để có gì mình chân cay rồi. Bi làm bể cái lọ luôn rồi. Xưa ở Việt Nam Bi tô tượng nhưng mà bị mẻ rồi. Bỏ không ta? Hay để dành bị mẻ. Ổn. So cute. Chết cha nó lủng bịch. Ây trời ơi. Bi sẽ bỏ hết nguyên một cái nóng này. Bỏ luôn. Hồi xưa nó chết hết rồi, Barbie mới mua nuôi lại này. Giờ quá trời luôn.
Bi mới vừa đi làm về. Bây giờ thì Bi sẽ làm đồ ăn. Thì chị của Bi có nhắn hỏi là có đi ăn tofu không? Tại vì hôm nay không biết sao mà bên kia ăn đi ăn tofu đủ Bi đi ăn. Nhưng mà Bi nói thôi Bi về nhà Bi ăn, ăn lùi đi quá đó. Nên là bây giờ làm đồ ăn. Hôm nay sẽ ăn gà nướng. Cái này người ta ướp sẵn rồi. Nó ướp với lại teriyaki. La la. Yay. Cho thêm kimchi vô. Mời mọi người. Nhâm 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 nhâm. Yeah. Kiếm phim gì coi? Để coi phim Thanh Sói coi có hay không? Thấy bà con đăng trên Facebook quá trời. Không biết hay không? Nhanh 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 lên. Rồi. Thêm đứa không nhà nữa rồi. Mà mày tính nuôi bao nhiêu đứa nữa Linh? Con tên gì? Ê bộ nó câm hả? Nó nói được không vậy? Nè, mọi người á gọi con là gì? Tỷ. Cái gì? Tỷ. Ăn no rồi bây giờ rửa chén. Bây giờ Bi sẽ làm thơm. Thơm bữa mẹ Bi cho xay sinh tố cho nó hết. Thank you.
phim gì ai cũng chết hết vậy mọi người. Phim có nhiêu là chết hết, từ đầu đến đuôi luôn. Bây giờ Bi sẽ edit tiếp video đây.